Hôm nay là chủ nhật, gia đình mình ra đục chơi và hôm nay cũng có mấy cô chú ở ngoài Vũng Tàu á, chạy ghe xuống dưới đây phát cho con vẹt. Mình sẽ quay video quá trình thu hoạch vẹm đất của mấy cô chú, mọi người hãy cùng đón xem nha. Vẹm là thức ăn của tôm hùm á, mọi người biết con đó không ha? Đùng của mình cũng khá nhiều cái con này đó. Rồi, người ta bắt quá trời luôn kìa. Thì người ta đi hay chưa? Ở đằng kia người ta còn đang làm nữa đó. Thêm một chuyến nữa nè cả nhà. Wow. Nói cho hoàn cấp mà lâu cao mấy đâu. Nói là cả đâu chạy mạnh đâu. À, cao. Gì? Ngay tắt. Ngay tắt nước thùng. Không. Một gan. Gan nó lâu làm gì đó. Nước ngoài sao mới thắt nó chạy mạnh. Trời, tính ra người ta cứ ngâm chứ nước vậy mệt chết luôn, lạnh luôn. Hai chàng tin cá kìa gần cả nhà. Trời ơi, bơi hay chưa. Con này là con vẹm á, người ta bắt về để bán cho mấy cái người mà người ta nuôi tôm hùm hay là vịt gì đó, làm đồ ăn cho tụi nó. Người ta lặn xuống ở dưới nước luôn á, mò dưới đáy, dưới đất luôn đó cả nhà. Cô này đi cùng với mấy chú, mấy anh hồi nãy á cả nhà. Cô đang kéo cái thuyền vô kìa. Wow. Trời ơi, quá trời luôn. Ủa sao nó cột chung quanh cái thuyền hay vậy cô? À. Cái này mình mò dưới mại dưới đất lận á hả? À. À. Nằm ở trên mặt đất rồi lấy lưới à. Mấy con này nó nằm trên mặt đất đó, xong rồi lấy cái lưới hốt nó vô nè mọi người. Vậy gì? Mấy con này ăn được không? Được. Lụa ăn hả? Cho con coi mít con. Nè, cô đang mò ở dưới nè. Wow. Dục dục lên trên đất rồi nè. Wow, cả đống luôn. Con chăm chép nữa mà. Trời ơi, cô mò hay ghê luôn á trời. Ở dưới nhiều lắm. Đây là con vẹt. Con vẹm. Cô lại mò được nữa kìa. Ý ơi, cả đống luôn. Nó luộc á. Câu này ăn chắc cũng không ngon là. Ngon á. Ngon mà ba kêu ngon mà. Họ nhà nhiêu mà. Con này con tôm nó ăn kiểu gì? Đập ra cho nó à. Đúng. Xay ra. Rồi con có máy xay ra là xay giỏi luôn ha. Hay vậy ta? YouTube. Thị Dung là gì? Thị Dung lên coi đi. Lên coi đi, bài bữa rồi có đó. Thị Dung Vlog. Mà hôm nay bắt được nhiều không? Được bao nhiêu bao tất cả? 21 bao hả? Một bao là... À, một bao 51-60kg. Hay được 21 bao. Hi. Xin chào mọi người. Mình ở đâu lận? Hả? Ở em Từ. Em Từ hả? Em ông Từ. Yeah. Là ở Vũng Tàu hả? Vũng Tàu. Là chạy mấy cái ghe này từ Vũng Tàu xuống đây luôn.
đi hai ghe xuống đây luôn. Wow, thả kê ra cho mấy cái bao nó chảy ra nè. Wow, quá trời luôn. Hôm nay mấy chú bắt được 21 bao. Nó chạy hết ra ngoài rồi. Chị nó nhớ là phải mò. Ai biết đâu đi. Đóng lại, đóng lại, đóng lại đi. Mạnh chú. Không. Băng đi, băng, băng, để nhận tấm đi xuống thôi đúng không? Kiệt cánh phải. Wow, trời ơi nước. Nước hay thật đấy chứ trời. Rồi. Đóng rồi. Đóng rồi, đóng rồi. Vẫn còn một số bao nó kẹt ở bên trong. Trời ơi, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn, vẫn còn. Còn tắm rồi chú ơi. Tắm rồi, vậy đi. Rồi ra, rồi. Vậy đi, nó dễ hơn á. Nó dễ hơn á. Nhiều quá, dở lên tôi. Bỏ lên trên luôn đi chứ, bỏ lên trên cho nó lấy ra luôn. Nặng quá nó chạy ra không nổi. Rồi lát nữa phải mò dưới này nữa hả? Một cái bao như vậy gần 60 kg nặng. Nãy giờ ở trên thuyền có 9 bao. Mười bao, còn 11 bao nữa. Giờ không có mò chứ làm gì. Chỉ còn 9 bao nữa hả? 8 bao. 8 bao nữa. Trời. Ở trên cái ghe đó là 13 bao rồi. Giờ phải mò 8 bao nữa. Ở dưới nước nè. Thank you.
Xong rồi hả? Xong rồi chị. Mệt đã người. Phải đeo bao tay vớ chân chứ không thôi là bị đứt tay à. Trời ơi kìa. Trời ơi. Đứt mấy lần. Xong rồi nó bị tay nó còn đứt vào tay á. Ngấm nước rồi tay nó ấy hết luôn kìa. Đứt mấy tay nè. Đi bắt con này cũng không dễ đâu nha mọi người. Nó cũng bé lắm á. Mò chúng nó là nó cứ đứt tay đứt chân luôn. Nên phải đeo bao tay vớ chân này nọ nè. Rồi ngâm lâu dưới nước đó. Cũng bị ăn nước nữa. Giờ tạt nước ra. Quá trời nước. Đã xếp xong 21 bao lên trên 2 ghe. Bây giờ cô chú chuẩn bị nổ máy đi về nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.